Đây là chiếc Airblade 2020 nha mọi người. Đây là chiếc xe mới ra của Honda, khá là hot hit mấy hôm nay. Rất là đẹp, là màu đỏ candy. Khách của bên mình vừa đến shop làm một cái combo là tắt đèn xe zin. Có rất là nhiều cách để mà làm tắt đèn xe, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái option cũng như là một cái gói mà làm tắt đèn xe zin khá là thông minh, đơn giản mà rất là bền bỉ khi mà lên xe. Thì mọi người biết đối với cái chiếc AB 2020 này, khi các bạn mua về là cái chức năng code của cái đèn xe này không thể tắt được, tức là mình phải đổ thêm một cái tính năng để làm tắt đèn. Thì ở đây mình sẽ làm theo cái cách đầu bên mình bán. Thì mọi người biết là cái mạch 3 dây, khi mà nói tới cái mạch 3 dây thì các bạn phải nhắc tới đồ chơi xe Kiển Cần Thơ, vì bên mình đã bán thành công rất là lâu đời từ năm 2016-17 cho tới nay. Có thể nói là bên mình bán là cái đơn vị mà đầu tiên mà sản xuất và bán cái mạch này cho ứng dụng lên nhiều xe. Thì cái mạch này trên tay của mình hai bộ, là một cái mạch 3 dây và một cái công tắc để thay thế cho công tắc zin, công tắc sinh đã thắt. Thì công tắc này là công tắc zin xe nè mọi người. Chiếc AB 2020 á, thì công tắc này nó là không có nút sinh. Mình thay thế vào đó là cái công tắc sinh đã thắt. Nó sẽ, công tắc này nó có thêm một cái tính năng là tính năng sinh, mọi người thấy nha. Thì mình lợi dụng cái tính năng sinh này, mình sẽ tích hợp vào đây một cái mạch 3 giây. Khi các bạn nhấn giữ trong vòng 3 giây thì đèn sẽ mở và cũng như đèn sẽ tắt. Bây giờ mình sẽ demo khi mà lên xe cho mọi người xem nha. Đây là chiếc AB 020, đèn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đèn đồng hồ á, đèn đồng hồ rất là đẹp. Khi mà các bạn mở khóa xe lên á, thì lúc này thì cái đèn xe zin, cái phần code đây nó đã được tắt đi, tức là mình đã tích hợp vào đó cái mạch tắt rồi. Thì nguyên lý hoạt động nó rất là dễ, để mở được cái này, để mở được đèn xe code thì các bạn nhấn giữ vào đây trong vòng 3 giây. Lúc này đèn xe code sáng. Để tắt thì các bạn nhấn giữ 3 giây. Lúc này đèn sẽ tắt. Đó là tính năng mình cần nói đến trong cái clip này. Rồi khi mà lúc đèn tắt chỉ còn đúng cái dummy. Mình tắt là mình chỉ tắt đèn code thôi, dummy mình vẫn giữ nha mọi người. Khi đèn tắt thì có thêm tính năng là tính năng passing. Mọi người thấy nha, rất là nhạy, rất là nhạy. Để mở đèn các bạn nhấn giữ 3 giây. Nói 3 giây nhưng mà thực ra thì khoảng 1 giây tới 2 giây là đã sáng đèn rồi. Để tắt đèn, nhấn giữ, lúc này tắt. Lúc đèn tắt, các bạn nhấn giữ, lên, passing. Đèn tắt, vẫn passing. Đèn mở, vẫn passing. Ok, rất là hay và thông minh. Cái nút này mọi người thấy cái nút này nha. Nút này là cái nút chính hãng của Honda SH. Cứ cho cảm giác bấm rất là thích. Khi các bạn lên xe sử dụng bền bỉ, theo thời gian mình nhấn rất là nhẹ nè. Mọi người thấy nhẹ nha, rất nhẹ, cực kỳ nhẹ. Mở đèn, nhấn giữ, tắt đèn, nhấn giữ, ok, passing, nhẹ nhàng. Rồi, mọi người để ý là cái mạch này, mình tích hợp vào cái nút này, thì hoàn toàn cái phần bợ cổ ở trước này không hề khoét một nhựa, một cái chỗ nào hết. Nên là khi các bạn lên xe ngay cái nút này, mình chỉ thay thế cái nút zin, mà nút này nút chính hãng nữa, nên là phần đầu đèn này, phần bợ trước này hoàn toàn như zin, rất là tiện lợi, không hề khoét nhựa, thẩm mỹ cực kỳ. Tính năng này bên mình bán từ năm 2016, được ứng dụng cho rất là nhiều xe. Hầu hết xe nào muốn làm tắt đèn hay là các bạn muốn làm tắt mở chợ sáng thì bên mình đều nhận hết nha mọi người. Mạch này phải nói là bền bỉ, mọi người thấy là mình đổ nguyên khói keo nha, chống nước 100%, rất là bền. Xe nhà chiếc nào cũng gắn 3-4 năm trời vẫn không hư. Rồi mình cảm ơn mọi người, đồ chơi xe Kiển Cần Thơ.